Hôm nay sau đúng 3 tuần, mình giới thiệu cho các bạn thấy cây lan kim tuyến của mình đã bao nhiêu hoa, nụ đã mọc cao, rất rất nhiều nụ hoa. Tình hình này là đến Tết ta, mình sẽ có hoa ngắm. Năm nay dự là 150 bầu, rất nhiều. Hôm nay sau 3 tuần, mình mời các bạn xem chậu hoa kim tuyến của mình. Các bạn hãy ngắm xem nó có bao nhiêu bông hoa. Chắc khoảng tầm 2 tuần nữa nó sẽ nở rộ. Còn đây là cây con mà mình trồng tách ra cho một người bạn. Chúng cũng nở hoa. Chậu lan kim tuyến của mình để trong nhà kính và để ở trên cùng. Mời các bạn ngắm. Hôm nay là Giáng sinh, hoa nở bắt đầu rất là nhiều. Hôm nay mình mời các bạn xem chỗ hoa lan kim tuyến của mình nở. Nó đã nở đến độ cực đại, không còn một cái bông nụ nào cả. Mình đếm thì không chính xác lắm, nhưng khoảng tầm 150 cành hoa cả lớn cả nhỏ. Rất đẹp, như dàn pháo hoa. Thank you.